căn trung cấp, xấu sập đất bể bờ, xấu nát nhà thờ, xấu dơ bệnh viện, xấu điện Bitexco, xấu solo không đối thủ làm cha già này. Trời đất ơi, xấu mà xấu xanh cả bầu trời, xấu di dời không cần giải tỏa, xấu lan tỏa 100 km/h, xấu thờ ơi nhân loại, xấu bại hoại dân gian, xấu tiêu tan dương thế, xấu ế con gái sơ sinh, xấu điêu linh con trai mới đẻ, xấu một ghẻ luôn bóng gió mới dậy thì cái thứ xấu. Giờ có nào chắc nè? Dạ thôi con tìm duyên đi. Rồi bóc bài. Khoan, chắc chưa? Dạ chưa. Chưa đừng bóc nào, chắc hãy bóc. Bóc lại đi. Khoan, chắc chưa? Dạ hơi. Hơi đừng bóc. Hơi mà bóc là đánh mày bóc hơi luôn đó. Bóc lại đi. Nói mua liền đi. Con đi mua. Thôi, ai mượn mua? Hụt quậy đây nè bà. Trời, con điên vậy sao á? Tập trung vô đốt nhang đi. Dạ, đốt đâu thầy? Đốt trên đầu tao nè. Dạ, đi. Mày đốt tao luôn đi. Mày sao vậy? Lại ngồi. Nói như con khùng hay sao á? Khỏi đốt nhang đi. Dạ. Sao bài đi. Sao bài sao mấy cái thầy? 52 cái. Mày sao cho bấy bá bộ bài đi. Mày 52 lá sao 52 cái? Dạ vậy, điên hả? Vậy giờ sao mấy cái? Sao tay trái hay là tay phải? Thôi 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 khỏi sao nữa. Kinh đi. Kinh mấy tụ thầy? Kinh phải chia mẹ. Kinh mấy tụ? Kinh thôi mất kia chia gì hết á. Kinh đi. Nam tả nữ hữu. Nam tả nữ hữu vậy là tay trái phải không thầy? Hữu là con gái, là tay phải là mẹ. Hữu là nước bích hữu đó. Trái là con trai. Nó không phân biệt được giới tính luôn hay sao đó. Thôi khỏi kinh nó chia đi. Chia mấy tụ? Chia tụ. Nghĩ chia đi. Chia tụ chia chi? Mày kêu con chia một tụ. Mày sao á? Kêu làm cái gì là làm cái đó à. Khỏi chia. Để coi luôn nè. Dạ. Rồi chia lại đi. Bây giờ con chia lại. Dạ con chia 4 tụ nha thầy. Rồi. Rồi là nhanh nhanh đi. Có gì? Dạ con coi, con tính coi ta tình duyên hay là gia đạo, à tài vận hay là vật chất hay mày là. Mày đi chấm tử vi chọn đời đi. Tao coi tiểu tử là cái này hay cái kia. Mày hay 5-7 mạng ai coi? Coi có mấy chục ngàn bạc hay tùm lum ra. Giờ coi nào chắc nè. Dạ thôi coi con tìm duyên đi. Rồi bóc bài. Khoan, chắc chưa? Dạ chưa. Chưa đừng bóc nào, chắc hãy bóc. Bóc lại đi. Khoan, chắc chưa? Dạ hơi. Hơi đừng bóc. Hơi mà bóc là đánh mày bóc hơi luôn đó. Bóc lại đi. Khoan. Tại sao bóc? Tại vì nó trước mặt con. Tao không chia bài sau lưng mày. Mày sao vậy? Bóc lại đi. Dạ. Bóc hết mẹ 4 tụ đi. Chia 4 tụ, bóc hết 4 tụ. Nó không sao á. Thôi tao bóc cho. Dạ, có gì trước? Dạ con coi tình duyên gia đạo. Con coi tình duyên. Coi một cái thôi nha. Có dạ, gì trước? Tình duyên. Tình duyên, có chồng chưa? Có rồi. Có chồng là gia đạo đó mẹ. Mày sao vậy? Muốn điên với con này luôn á. Muốn lấy chồng hay lấy tình duyên? Dạ. Chồng tuổi gì? Dạ không biết. Không biết lấy chồng chi vậy? Dạ đơn giản thôi, chồng con kêu con bằng vợ, con kêu chồng con bằng chồng, hai đứa vợ vợ chồng chồng, đồng vợ đồng chồng, tắt biển đông cũng cạn nữa thầy. Mày tát cho cạn tao đó máng đi, tao muốn cạn lời với mày đó. Mày là chồng chồng vợ vợ cái dạng chip hoi á biết không? Chip hoi hay kêu chồng chồng vợ vợ. Dạ. Chưa có chồng mà có là tình duyên bà ơi bà. Thì nãy con kêu con nói tình duyên rồi thì không chịu. Mày không có lập trường, lật là mày đi theo liền à, mày bị quay dữ lắm. Mày sao á? Bây giờ nè, bài đen thui, cái tay bóc bảy bóc bà bài đen thui. Thầy bóc mà thầy. Mày chia. Mày chia là bóc bảy bà đen thui một bài. Ý bà. Dạ. Nè. Dạ. Mày với chồng mày chuẩn bị lục đục đó. Trời ơi, dạo này con thấy hai vợ chồng con cũng lục đục dữ lắm á thầy. Chuẩn bị lớn cân lợn cợn đóng bợn cho nắp lưu đó. Sao thầy? Thì mày khéo không khéo là hai đứa gia tòa đưa tới ly dị rồi tới tòa án rồi đó, nói chung là phức tạp. Vậy bây giờ tính đường sao thầy? Sống không có bền, ở không có lâu, kiếm đường nước tính đi. Vậy con bỏ nó. Mày khoái ly dị lắm. Mới gửi ý là mày bàn lúc rồi bỏ người ta liền à. Vậy giờ sao thầy? Mày bỏ người ta ra tòa án rồi mày bỏ người ta. Trời. Mày sao lỗi vậy? Thầy, dạ xin lỗi thầy. Mới gửi ý thôi, bây giờ bỏ qua cái vụ đó đi. Dạ. Bây giờ mày nói cái tên tao coi mấy tên mày. Con tên Tuổi. Cái tuổi coi sao cái tên, nó tên. Con tên Tuổi. Cái tuổi coi sao cái tên đó mẹ. Dạ cha mẹ con đặt con tên Tuổi thầy. Muốn nào với con này luôn á. Tên kỳ quá, tại sao tên kỳ? Tên kỳ cha mẹ mới bỏ, bỏ con lượm con về. Mày bị điên hả, bị lông não hả? Tên gì? Tên Tuổi. Ba mẹ bỏ. Trời ơi, cái người bỏ mày là bà vú nuôi đó. Không bỏ con lượm con về. Lượm về là vú nuôi con, ba mẹ mày mới bỏ mày đó. Thì bỏ con lượm con về. Cái gì vậy mẹ? Dạ vú nuôi con tên bỏ. Trời đất quỷ thần ơi. Gì? Tên Tuổi. Lượm là bỏ, bỏ là lượm bỏ lượm. Tao chơi ngãi mày liền. Mày bị điên hay sao đó. Tự nhiên là tên bỏ. Tên lượm. Tên Tuổi. Dạ Tuổi gì? Dạ Tuổi tên. Tao giết mày liền. Tuổi con gì Tuổi tên? Dạ con rồng. Sao con rồng Tuổi tên? Rồng bay trên trời dùng tên bắn chết con rồng con Tuổi tên. Hay quá, ai ở dưới tuổi rồng là tuổi tên hết nha, nó quy định đó. Thôi mày bỏ đi. Rồi đủ rồi em, cảm ơn em. Đủ rồi.
hát câu âu ơ nhớ nhau. Chim chiều lẻ bạn ngoài sông, ai còn mong đợi người dưng. Bà ơi. Dạ ông kiếm ai? Tôi. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quên nhau. Gặp gì vậy bà? Diễn sâu. Chi vậy? Đã diễn thì diễn cho sâu, huấn luyện viên thấy biết đâu chọn mình. Bà nhớ tôi không? Tư vây nè. Vây. Tư vây. Hai vây xinh xinh là ca vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống ca vàng. Vây tôi là vây tiền chứ đâu phải là vây cá đâu. Còn bà là bà Tám Lũ quê ở Bạc Liêu nè. Tôi nào có Bạc Liêu, ông nhầm rồi đó. Vậy bà ở đâu? Ông đoán nha. Ghé bến Ninh Kiều, qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang, Sóc Trăng đón chờ. Nghe lời rau cô nàng mang bánh ngon, mua giùm em bánh tráng Tây Ninh đi anh ơi. Vậy tính lại là quê bà ở đâu? Mô Phật, hát nhiều quá quên. Bà xấu người là bà còn xấu nết nữa. Trả bù cho tôi. Ý ông nói ông đẹp á hả? Bước ra trọng tâm sân khấu. Mời. Bước ra trọng tâm sân khấu. Ông biết ông già lắm không? Già mà già nát giáo dục, già nhục giáo khoa, già si đa giáo hội, già lầy lội giáo trình, già thuyết ình giáo sứ, già động ứ một quốc gia. Mà cái độ xấu nó cũng xấu kỳ cục nữa. Xấu mà xấu trong tiềm thức, xấu ra, xấu từ cái buổi mà sơ khai non nước đó. Xấu từ mầm non, xấu sang trung cấp, xấu sập đất bể bờ, xấu nát nhà thờ, xấu dơ bệnh viện, xấu điện Bitexco, xấu solo không đối thủ làm cha già này. Trời đất ơi, xấu mà xấu xanh cả bầu trời, xấu di dời không cần giải tỏa, xấu lan tỏa 100 km/h, xấu thờ ơ nhân loại, xấu bại hoại dân gian, xấu tiêu tan dương thế, xấu ế con gái sơ sinh, xấu điêu linh con trai mới đẻ, xấu một ghẻ luôn bóng gió mới dậy thì. Mà cái thứ xấu âm gì địa ngục này nha, cứ xấu âm gì địa ngục này nè, ra đường á trời không đánh thánh cũng đâm, 15 gram chết đuối. Bà nói tôi mà bà không nhìn lại bà. Tôi làm sao? Đàn bà con gái gì nhìn như bê đê thái gì đó. Ai xúc phạm nha nha. Ủa, con bò còn đẻ ra con bê, cá còn có cá bóng, mắc cười con người không được bóng được bê. Còn nữa. Ủa, ông bỏ tiền ra vô rạp có phim 4D, 5D, 6D mà 3D đứng đây cho coi miễn phí mà còn chê làm sao. Trời đất ơi. Mà chưa hết, dù gì nhan sắc của tôi á cũng được trùng tu với bác sĩ nổi tiếng trong nghề. Ai? Bác sĩ Trăng Luật. Ở đâu? Trung tâm thẩm mỹ viện Quá Màu, Thịnh Thành Giang. Bà đúng là khách xưa quá rồi. Có đầu tư. Đúng. Ông ơi, lũ bây giờ đó không còn là lũ của ngày xưa nữa. Vậy lũ bây giờ là? Lũ đạn. Tôi biết, tôi dây tôi mượn là ai, sao lầy dữ vậy trời. Hồi còn trẻ đó, tôi dắt trâu ngang ruộng nhà bà nè. Trẻ trâu. Trẻ trâu. Bị lẹ chưa? Dạ. Một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Đi chưa? Trời ơi, bớt giận mà. Tôi biết bà nhớ đến tôi. Sao chồng bà đâu? Chết rồi. Ủa sao chết? Ông nghĩ đi, tôi cưới ông về mà ngày nào cũng cầm cái khăn này nè, tôi nhớ tới ông. Ông đập đầu với gối tự tử rồi. Đập đầu với gối mà chết hả ông? Sao chết được trời. Mà bữa đó xui quá, đập mạnh gối tét bông gòn bay vô lỗ mũi, ngập thở chết. Vợ tôi cũng mất rồi. Biết chứ, biết hết á. Về đây đi, tôi ông là mạng già, lo cho nhau mà sống. Được hả bà? Được sao? Ý gì vậy? Hồi đó má nắm tay, hồi đó má nói cho con trai nắm tay có bầu chết. Vậy thôi. Nắm vô liền. Nhưng mà em kiềm chế được.